Sách Thi Thiên, chương 67. Tác giả khuyên các nước hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng con và ban phước cho chúng con, chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, để đường lối Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa, nguyện muôn dân chúc tụng Ngài. Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát, vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh và dẫn dắt muôn dân trên đất. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất xin hoa lợi, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con, và mọi người ở tận cùng trái đất đều sẽ kính sợ Ngài. Sách Hebrew chương 1. Đức Chúa Giêsu Christ cao trọng hơn các thiên sứ. Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các nhà tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên làm đấng thừa kế muôn vật. Cũng qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Ngài được tôn cao hơn các thiên sứ bao nhiêu, thì danh Ngài trở nên cao trọng hơn danh các thiên sứ bấy nhiêu. Vì Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: Ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi, hoặc có khi nào phán: Ta sẽ làm cha ngươi, ngươi sẽ làm con ta. Nhưng khi đưa con đầu lòng vào trần gian, Ngài phán: Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ phượng con. Về các thiên sứ thì Ngài phán: Đức Chúa Trời làm cho các thiên sứ Ngài như gió và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa. Nhưng nói về con thì có lời phán: Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài trường tồn vĩnh cửu, quyền bính của vương quốc Chúa là quyền bính chính trực. Người yêu sự công chính, ghét điều gian ác, cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của người, đã sức dầu vui mừng cho người, khiến người vượt trội hơn các bạn hữu mình. Lại có lời phán: Lạy Chúa, ban đầu Chúa lập nền trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Chúa vẫn trường tồn. Trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo. Ngài sẽ cuốn chúng lại như áo choàng, và chúng sẽ đổi thay như chiếc áo. Nhưng Chúa vẫn y nguyên. Các năm của Chúa không bao giờ cùng. Đức Chúa Trời có bao giờ phán với thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù làm bệ chân cho ngươi? Không phải tất cả thiên sứ là các thần phục vụ, được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi hay sao? Sách Michê, chương 1. Tội lỗi và sự phán xét. Lời của Đức Giê-hô-va phán với Michê, người Mô-rê-sết trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, qua những điều người thấy về Samari và Giê-ru-sa-lem. Sự phán xét của Samari. Hỡi tất cả các dân hãy nghe, hỡi đất và mọi vật trên đất hãy lắng tai. Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài, nguyện xin Chúa làm chứng chống lại các ngươi. Vì kìa, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài, ngự xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài, các thung lũng sẽ nứt ra như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. Tất cả điều đó là do sự vi phạm của Gia-cốp và vì tội lỗi của nhà Israel. Sự vi phạm của Gia-cốp là gì? Chẳng phải là Samari sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Chẳng phải là Jerusalem sao? Vì thế, ta sẽ khiến Samari như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho, và ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng, khiến những nền nhà phơi trần ra. Tất cả tường chạm nó sẽ bị đập bể.
tất cả của dân nó sẽ bị đốt trong lửa, và ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng nó, vì nó thu góp những của lễ từ tiền công của gái mại dâm, cho nên những lễ đó sẽ lại được dùng làm tiền công cho gái mại dâm khác. Số phận của các thành phố Juda. Vì lý do đó, tôi sẽ khóc lóc và thở than, cởi trần và đi chân đất. Tôi sẽ kêu gào như chó rừng và rên xiết như chim cú. Vì vết thương của nó không thể chữa được, nó cũng lan ra đến Juda, đến tận cửa của dân tộc tôi, tức là đến Jerusalem. Chớ rao tai nạn này trong Gát, đừng khóc lóc gì cả. Tại Bethlehem-Abra, hãy lăn lóc trong bụi đất. Hỡi dân cư Sa-phi-rơ, hãy trần truồng chịu xấu hổ mà đi qua. Dân cư Sa-anan không bước ra. Người Bethesen khóc than, làm cho các ngươi mất chỗ nương tựa. Dân cư Marot nóng lòng và trông đợi phước lành, vì tai họa từ Đức Giê-hô-va giáng xuống đã đến cổng của Jerusalem. Hỡi dân cư La-ki, hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe. Chính người đã bắt đầu làm cho con gái Si-ôn phạm tội, vì tội ác của Israel đã thấy trong ngươi. Vì thế, ngươi sẽ tặng quà tiễn biệt Mô-rê-xét-gát. Các nhà của thành Ác-xíp sẽ lừa dối các vua Israel. Hỡi dân cư Ma-rê-sa, ta sẽ đem một kẻ chinh phục các ngươi đến trên các ngươi. Vinh quang của Israel sẽ đến Adulam. Hãy làm hó đầu và cạo trọc đầu, vì con cái mà người ưa thích. Phải, hãy làm cho người hói như chim ưng, vì họ đều bị bắt lưu đày khỏi ngươi. Chương 2. Israel phạm tội và bị trừng phạt. Khốn cho những kẻ lập mưu gian ác và toan tính chuyện tội lỗi trên giường mình. Đến sáng, chúng thực hiện mưu đồ vì chúng có quyền lực trong. Chúng tham đất ruộng và cướp đi, tham nhà cửa và lấy đi. Chúng ức hiếp người ta và gia đình họ, tức người và tài sản của họ. Vì thế, Đức Giê-hô-va phán, kìa, ta định giáng tai họa trên dân này, mà các ngươi không thể cởi khỏi cổ, cũng không ngẩng đầu lên được, vì ấy là kỳ hoạn nạn. Trong ngày đó, người ta sẽ đàm tiếu về các ngươi. Chúng sẽ hát một bài ca rằng, chúng ta bị hủy diệt hết rồi, ngài cất sản nghiệp của dân ta, khiến nó lìa khỏi ta, lấy đất ruộng của ta mà chia cho kẻ phản bội. Cho nên, trong hội của Đức Giê-hô-va sẽ không có một người nào để bắt thăm chia đất. Tiên tri giả. Chúng nói rằng, các ngươi đừng nói tiên tri nữa, đừng nói tiên tri những điều như thế, sự sỉ nhục sẽ không đến với chúng ta đâu. Hỡi nhà Gia-cốp, sao dám nói rằng thần của Đức Giê-hô-va mất kiên nhẫn rồi sao? Ngài làm những việc như thế chăng? Chẳng phải lời của ta có ích lợi cho ai bước đi một cách ngay thẳng sao? Nhưng gần đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Các ngươi đã ngang nhiên lột áo dài của những kẻ đi qua đường, giống như từ chiến trận trở về. Các ngươi đuổi những phụ nữ của dân ta khỏi ngôi nhà thân yêu của họ, và cất sự vinh quang ta khỏi con trẻ họ đời đời. Các ngươi hãy đứng dậy đi đi, vì đây không phải là nơi an nghỉ của các ngươi. Nó đã bị ô uế dẫn đến sự hủy diệt và sẽ bị hủy diệt đau thương. Nếu có kẻ lừa dối đến nói rằng, ta sẽ nói tiên tri cho ngươi về rượu và rượu mạnh, thì kẻ ấy đúng là loại tiên tri của dân này. Lời hứa về dân sót của Israel. Hỡi Gia-cốp, ta chắc sẽ nhóm tất cả các ngươi lại. Ta chắc sẽ tập trung những người còn sót lại của Israel và đem họ hợp lại như bầy chiên trong chuồng, như một bầy ở giữa đồng cỏ của họ. Nơi đó sẽ có tiếng người ồn ào. Người mở đường sẽ lên trước họ. Họ phá tường, xông vào cổng thành. Vua của họ sẽ vượt lên trước mặt họ và Đức Giê-hô-va sẽ dẫn đầu.